Baek Tekkon, chàng người mẫu Myanmar gây bão mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai. Chàng trai tên Baek Tekkon đến từ Myanmar vừa đăng tải loạt ảnh mình cạo trọc đầu, mặc bộ quần áo của nhà sư lên tài khoản cá nhân và lập tức khiến cư dân mạng được phen nháo nhào vì đẹp xuất sắc. Chỉ trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, bài đăng của anh đã thu hút tới hơn 120.000 lượt yêu thích, hơn 14.000 lượt chia sẻ, cùng 8.500 lượt bình luận. Chưa hết đâu, những con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên chóng mặt. Nam thần thầy tu người Myanmar sở hữu thân hình vạm vỡ, các đường cơ rõ ràng cùng gương mặt siêu điển trai. Thực tế, anh chàng không phải là một nhà sư, mà chỉ tham gia một khóa tu trong vòng 10 ngày nên mới cạo trọc đầu. Hình ảnh anh chàng khoác áo nhà sư mộc mạc cũng đủ khiến nhiều chị em xao xuyến. Cao, 6 múi, mũi cao, cơ bắp, tóc dài, lãng tử. Hầu như anh chàng này đã hội tụ tất cả những ưu điểm đủ để khiến phái nữ phải suýt xoa khen ngợi. Loạt ảnh khi vừa đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt thích và xin info của hội những người mê trai đẹp. Anh chàng tên Baek Tekkon sinh năm 1996, hiện đang làm người mẫu chuyên nghiệp tại Myanmar. Bên cạnh công việc người mẫu, Baek Tekkon còn kiêm thêm việc MC dẫn chương trình. Chàng mẫu 24 tuổi này sở hữu thân hình siêu chuẩn với những đường cơ hấp dẫn, cùng cơ bụng 8 múi săn chắc và chiều cao khủng 1m88. Mái tóc dài lãng tử cùng loạt hình xăm khuyên ngầu chính là hình tượng luôn gắn liền với Baek Tekkon bấy lâu nay, giúp chàng mẫu được gọi là Aquaman châu Á. Lúc trước, Baek Tekkon để tóc ngắn, nhưng một năm gần đây, anh đã theo đuổi hình tượng trưởng thành hơn với mái tóc dài. Baek Tekkon là trai đẹp khá nổi tiếng ở Myanmar khi có hơn 1 triệu người theo dõi trên Facebook. Anh chàng bắt đầu tiến quân vào ngành giải trí Myanmar với vai trò người mẫu vào năm 2014. Khoảng 3 năm sau đó, Baek Tekkon cũng lấn sang lĩnh vực điện ảnh và ca hát. Đáng nói là tất cả những khoản tiền thu được từ công việc trong ngành giải trí, Baek Tekkon đều dùng cho việc từ thiện tại các trại trẻ mồ côi. Sở hữu thân hình vạm vỡ nam tính và bụi bặm là vậy, nhưng Baek Tekkon lại có năng khiếu nghệ thuật vô cùng trang nhã, đó là vẽ tranh sơn dầu. Ngoài ra, Baek Tekkon cũng nổi tiếng với tài nấu ăn ngon cực đỉnh và yêu thích động vật. Chỉ bấy nhiêu đây cũng đủ giúp Baek Tekkon trở thành nam thần đạt chuẩn 100% trong mắt mọi cô gái. Gương mặt của Baek Tekkon phủ sóng mọi nơi vì anh đang làm đại diện cho nhiều quảng cáo như điện thoại, nước tăng lực, đồ uống, v.v. Năm 2019, có thông tin cho biết Baek Tekkon lên kế hoạch mở một công ty cá nhân có tên là Con với những dự định kinh doanh mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp. Được biết, Baek Tekkon mới tham gia một khóa tu kéo dài 10 ngày ở một ngôi chùa nên mới có hình ảnh anh mặc chiếc áo nhà sư, cạo trọc đầu và tham gia một số hoạt động nhà chùa. Baek Tekkon chia sẻ, năm mới 2021 của tôi bắt đầu bằng khóa tu trong 10 ngày. Tôi cảm thấy thật bình yên và hiểu rõ bản thân mình hơn. Những hình ảnh khoác lên mình chiếc áo nhà sư khiến anh chàng trông đỉnh đạt, nghiêm nghị và toát lên vẻ hiền từ, khiến các chị em, thậm chí cả đấng nam nhi cũng phải đổ rạp. Một thông tin vui cho chị em là Baek Tekkon hiện vẫn đang lẻ bóng. Dù có gia thế khủng, nhưng anh chàng sống không hề xa hoa, làm bạn với thú cưng và có những kế hoạch kinh doanh riêng của mình. Các bài đăng trên trang fanpage Facebook, trang Facebook cá nhân hay tài khoản Instagram cá nhân của anh chàng này đều thu hút lượt like khủng và hàng trăm hàng nghìn bình luận. Đúng rồi, đẹp thế thì ai mà không yêu cho được. Thế nhưng ít ai biết rằng, Baek Tekkon nổi tiếng không chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn vì già thế khủng. Chàng trai được mệnh danh là người nổi tiếng quý tộc của Myanmar. Baek Tekkon là con trai của gia đình của chủ ngân hàng United Amara UAB, một trong số các ngân hàng đầu tư lớn nhất Myanmar hiện nay. Bên cạnh đó, cũng có thông tin khác cho rằng gia thế của Baek Tekkon khá bình thường. Năm 18 tuổi, Baek Tekkon đã trải qua khoảng thời gian sống không hòa hợp với gia đình nên quyết định bỏ ra ngoài tự lập. Sau khi tự lập và biết được những khó khăn mà cha mẹ phải trải qua, Baek Tekkon đã gom hết số tiền bản thân kiếm được và tiết kiệm rồi mua nhà, xe cho họ. Ngoài tài năng và đồ đẹp trai, Baek Tekkon còn ghi điểm bởi nụ cười hiền, lòng yêu thương động vật của mình. Ngoài ra, anh chàng rất thích đi du lịch, khám phá đây đó. Sở hữu gương mặt điển trai, thân hình siêu chuẩn cùng nhiều tài lẻ, nhưng hiện giờ Baek Tekkon vẫn đang trong tình trạng độc thân. Tuy nhiên, anh chàng cũng có cho mình một hình mẫu bạn gái lý tưởng. Đó chính là mỹ nhân chiếc lá bay Piper Pimchanok. Cụ thể, trong một lần sang Thái Lan tổ chức fan meeting và tham gia chương trình truyền hình rồi đóng quảng cáo, Baek Tekkon đã công khai thả thính Piper Pimchanok. Baek Tekkon đặc biệt yêu thích Piper bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thu hút và khả năng diễn xuất cực kỳ tự nhiên. Trước màn thả thính công khai này, dân tình sục sôi không biết cảm nghĩ của mỹ nhân đình đám sẽ như thế nào. Cuối cùng, không để người hâm mộ phải đợi lâu, đích thân Baek đã có câu trả lời trước báo giới. Về chuyện Baek Tekkon nói thích mẫu bạn gái như Baek, Fern đã được một số người bạn của mình kể cho. Thật tình Fern không biết gì về cậu ấy, như khi xem phần phỏng vấn mình thấy cậu ấy có vẻ hơi ngại ngùng. Nếu cậu ấy tiếp xúc với Fern chắc chắn sẽ không ngại nữa đâu.
Fern cảm thấy rất vui nếu có thể cùng làm việc chung với cậu ấy trong tương lai và Fern cũng không có hình mẫu lý tưởng nào trong chuyện tình cảm. Một số người cho rằng Bain dựa hơi Fern để nổi tiếng, nhưng mọi người cũng đừng nghĩ như vậy nhé. Như Fern lúc ra nước ngoài làm việc cũng hay được gọi là thích diễn viên nào ở nước bạn. Bài Fern chính thức lên tiếng khi được Mỹ Nam đình đám Myanmar thả thính. Kết thúc câu trả lời, Bài Fern còn vui vẻ nhấn nhá thêm rằng hiện tại cô đang là thành viên chủ chốt của hội độc thân vui tính và khá thoải mái với cuộc sống hiện tại. Chắc sẽ còn khá lâu nữa chúng ta mới có thể thấy tin đầu quốc dân tay trong tay cùng với một chàng trai nào đó. Còn bạn nghĩ như thế nào về cặp đôi Bài Yên Bài Fern?